Sắp tới Tết rồi, mai nở nè. Dạ, Thái xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, Thái xin mến chúc quý bà con, cô bác, anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện Thái đang có mặt tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay là Thái đến thăm nhà của hai anh em Tùng và Ca nghe cô chú anh chị. Thì hôm trước thì Thái có chia sẻ trên clip á, thì cũng được là bà con cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng có hỗ trợ cho em Ca một số tiền là để là uống thuốc hàng ngày nghe cô chú anh chị. Thì em Ca đó là bị tai nạn lao động, do em là đi phụ hồ của cô chú anh chị ở trên cao Giàn Giáo, rồi tự nhiên cái chóng mặt cái té xuống bị bể nửa hộp sọ. Thì ở nhà thì cha mẹ đã chết hết rồi, thì có hai người chị thì cũng đã có chồng, thì hai anh em đùm bọc sống với nhau. Thì hai anh em sống với nhau là rất là thương yêu nhau của chú anh chị, đặc biệt một cái là hiền, thì cũng được là quý bà con cô chú ở đây vòng vòng ở xóm người ta rất là thương đó, cho nên người ta cũng giúp đỡ một số tiền cho em Kha là nhập viện. Thì hiện giờ đó là từ lúc mà mình lên clip tới giờ thì nó cũng đã 5-6 tháng rồi. Thì em Tùng nói là khoảng 6 tháng thì sức khỏe của em Kha hồi phục, thì có thể là gắn lại được cái nửa hộp sọ của chú anh chị. Thì hôm trước thì bác sĩ có là nhắn là nói là em Kha có thể là gắn lại được nửa hộp sọ rồi. Thì hôm trước mình có lên clip thì cũng có bà con nói là khi nào Kha có nhắn có gắn nữa hộp sọ thì cho quý Mạnh Thường Quân cùng với quý khán giả hay để có thể là hỗ trợ tiếp để cho em Kha gắn nữa hộp sọ nghe cô chú anh chị. Dạ thì trước khi vô nhà của Tùng với Kha thì Thái cũng xin thành thật là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân cùng với quý bà con cô chú đã tin tưởng Thái, cùng đồng hành với Thái để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ thì đây là nhà của hai anh em nghe cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng đi lên nhà với mình. Dạ thì hai anh em á, thì hôm nay á, thì mình cũng nghe nói là chuẩn bị để là nhập viện. Dạ thì cũng xin giới thiệu với bà con cô chú anh chị, thì đây là Tùng, em của Ca. Đây là Ca nghe cô chú anh chị. Nó thì em ấy bị té Giàn Giáo, thì nói chung ra thì xây sẩm té trên Giàn Giáo xuống á, thì nó cũng hơi nhẹ, cho nên là cái hộp sọ của em nó cũng đỡ so với những cái hộp sọ của người khác là bị tai nạn khác nha cô chú anh chị. Hồi lúc đó thì đâu em kể là Tùng là anh của mình á, là bị như thế nào. Dạ như anh làm ở trên gác lửng á, trên gầm khoảng 4 mét anh bị xây sẩm, anh té nhào ra bị bể hộp sọ luôn, chấn thương sọ não. Dạ rồi lúc đó là mình đi bệnh viện chấn thương sọ não, rồi mình trở lên bệnh viện Châu Đốc ha. Dạ rồi trên chỉnh là mới lấy cái hộp sọ đó ra hay sao? Dạ chỉnh lấy hộp sọ ra đem xuống Long Xuyên nuôi với anh. Rồi lúc đó là em đem xuống Long Xuyên nuôi hay sao? Dạ em đem luôn xuống Long Xuyên nuôi luôn. Dạ bây giờ là khoảng là bao lâu rồi? Dạ khoảng chừng 5 tháng rưỡi rồi. 5 tháng rưỡi rồi ha. Dạ rồi bác sĩ có nói với mình là cái Ca bây giờ đã bình phục rồi, có thể là gắn hộp sọ là được rồi phải không? Dạ được. Mà mình thấy anh của mình là hiện giờ sức khỏe hay sao em? Có dạ thể gắn cảm thấy tốt quá. Dạ bây giờ là Ca nói chuyện được chưa? Dạ chưa nữa, nói chuyện như nhỏ xíu à. Vậy đó ha. Dạ để mình... sao bây giờ mình nói chuyện được chưa? Chưa ha, nói chuyện được chị rồi đó ha. Rồi mình thấy sức khỏe mình hiện giờ sao rồi? Im rồi. Rồi mình đi tới đi lui gì thoải mái chưa? Tới lui thoải mái. Rồi mình như bây giờ là mình tự vệ sinh cho mình được chưa? Được rồi ha. Mình ăn uống mình tự lấy thức ăn đồ mình ăn được. Rồi mình tự vệ sinh mình được luôn rồi. Bây giờ là em mình có thể là đi làm được rồi phải không? Là bây giờ là em có đi làm chưa Tùng? Dạ không, ngày em làm được mà công trình nó gọi anh. Em nghỉ rồi là mấy không ngày khoảng chừng 4 ngày nghỉ rồi, ta gọi rồi. Rồi mình đi làm là không ngày mình đi làm gì? Dạ em làm hồ. Làm hồ ha. Dạ.
Hiện giờ á là em làm hồ, là em làm thợ hay là em làm cu ly? Dạ bữa hôm em làm cu ly, tại người ta đủ thợ đó, làm cu ly rồi mà qua Tết có thể làm đi làm thợ nữa. Tại em Vậy làm thợ gành nghề mà. vậy là ở ở đây là em làm như vậy là thợ, là một ngày em được bao nhiêu? Ngày em được làm được 300 gửi lận. Dạ, rồi như là em phụ cu ly vậy là một ngày em được bao nhiêu? Cu ly thì ngày có 200 gửi à. Rồi bây giờ là không có chuyện gì làm. Dạ không có chuyện làm, tại gần Tết này người ta như sửa chữa này nọ ít ít thôi, ta cũng đủ người rồi. Không có chuyện làm rồi mình phụ luôn. Dạ phụ luôn. Hãy có chuyện gì làm mình kiếm được tiền để lo cho dạ anh, là mà mình cứ làm ha. dạ Thấy em mình thương mình không hả? hôm định đi bán vé số nuôi anh đó đó. Vậy đó ha. Anh em vui lắm cô chú anh chị. Rồi như vậy rồi anh mình sắp đi gắn hộp sọ, như vậy rồi em mấy chị mấy em mình biết không Dạ biết anh. nha. Rồi mấy chị em mình có phụ giúp được gì cho Dạ mình với như anh mình không? là hoàn cảnh anh em cũng khổ, như người ta tiếp tiền ăn uống sữa này cũng được chút đỉnh chứ không nhiều. Mình có tổng cộng là bao nhiêu anh em vậy Tùng? Dạ bốn anh em, hai trai hai gái. Anh ca là lớn nhất hay Dạ sao? anh ca thứ ba, Mình còn chị gái lớn nữa chị ha. gái lớn. Chị gái lớn rồi tới ca. Dạ tới em với tới nhỏ em út, có chồng rồi 2 năm rồi. Em út có chồng 2 năm rồi. Dạ Bây giờ là còn hai anh em mình hồn hủ hỉ với nhau. Rồi bây giờ mà khi mà Tùng nói là mình cái hộp sọ mình đi gắn được, rồi bây giờ hiện giờ mình mừng không? Mừng ha. nó mừng anh ta, Nó mừng ai? Mừng vậy đó ha. nó mừng chút xíu à. Xong ngộ bà con cô bác đáng lẽ thì Thái cũng có hỗ trợ một số hoàn cảnh cũng như em ca vậy nè. Là bể hộp sọ vậy đó, nhưng mà người ta cũng nói chuyện bình thường, mà sao mà ca là nói chuyện là hơi bị khó cô chú anh chị đó. Đâu đâu ca đứng vậy, đâu ca đi thử coi ha, đi lại tới cái tủ đó rồi đi lại coi. Do quét quét Đi đi đứng đi đi tới đi luôn là vậy là cũng được rồi ha. dạ im lắm rồi, lúc lúc về đi đâu có được đâu, em tưởng anh nằm luôn không đó. Rồi bây giờ là đi tới đi luôn được rồi, mình thấy cũng mừng đó cô chú anh chị đó. Nhưng mà bây giờ hiện giờ đó là chuẩn bị đi bệnh viện rồi, em tính với anh của mình là chừng nào mình đi bệnh viện em? Dạ mai đi. Mai đi ha. Dạ Bác sĩ nói là mình lên chảnh là mình gắn được liền luôn ha. dạ bác sĩ nói là lên chỉnh mình nhập viện cho bác sĩ theo dõi sức khỏe chừng tầm 3 4 ngày rồi ta hướng dẫn mình đi xuống Long Xuyên lấy sọ gì cho bác sĩ gấp. Lấy sọ về cho bác sĩ gấp lại. dạ Rồi hiện giờ đó là hai anh em mình đó là kinh phí để gấp sọ có đủ cho em? dạ chưa Chưa. Rồi bây giờ vậy là mình tính sao mà mình đi gấp cho anh mình? dạ bây giờ trước mắt là sáng ông anh đó, là ông cho em được 2 triệu, nó cũng nhờ cô bác anh chị giúp đỡ thêm nữa mới đủ cho em, mà em là khả năng thôi không nổi. Rồi lo không nổi rồi sao mình gắn hộp sọ được cho anh mình? Nói chung là mình lên chảnh nhập viện cho bác sĩ coi đi, rồi về mình kêu gọi cô bác giúp đỡ chứ em cũng không biết sao nữa. Thì hai anh em của Tùng với Ca cô chú anh chị ở đây nói chung ra thì bà con cô chú ở đây thì ai cũng thương. Thì từ lúc đó mà Ca bị tai nạn đó, thì mấy cô bên đây nè, mấy cô qua tiếp đồ em Tùng được nhiều lắm. Bà con ở đây lúc mà mới bị bệnh, mới bị té thì người ta cũng có đóng góp, người ta cho một mớ là để trị bệnh. Rồi bây giờ thì tới khi mà gắn hộp sọ thì cô chú chắc cũng có lẽ cũng cũng cho, nhưng mà chắc không có được nhiều ha, tại Dạ vì không được cũng nhiều như lúc bị. chắc không được nhiều, tại vì cận Tết nè, mình phải có được cho đủ thì để gắn hộp sọ cho Ca cũng cũng mừng. Mà bây giờ không có thì Tùng cũng có điện cho Thái cô chú anh chị, như là nhờ cái sự chung tay góp sức của các cô chú anh chị mạnh thường quân là để cho Ca được cái hộp sọ gắn lại cho nó nguyên vẹn. Nhưng mà theo anh nghĩ á Tùng, chắc có lẽ như là mình gắn vô là để bảo vệ cái đầu, bảo vệ cái sọ mình thôi Bảo vệ chứ. cái não á, Bảo vệ. sợ ảnh như cái này cái da không nè, rồi đi rồi lỡ té vật nhọn gì nó đâm vô là nguy hiểm lắm.
rồi có cái miếng miếng sọ miếng sọ đó cho nó đỡ. Chứ cái đó là cái da không, ở trong là não như là té như là miếng này miếng kia đâm vô là nguy hiểm chứ gần không. Đó, thì cho nên là Tùng cũng cố gắng là làm cho anh mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì hai anh em làm ngày nào ăn ngày nấy. Dạ. Càng xui rủi bị té mà bị bể như vậy thì cũng rất là buồn nha cô chú anh chị. Dạ. Có lúc mình nhìn thấy anh mình vậy chắc có lẽ mình tủi lắm thôi Tùng. Em tủi rồi, em muốn khóc luôn. Tại vì biết sao mà ngày bình thường tự khóc. Ngày bình thường hai anh em nằm nói chuyện vui vẻ lắm. Sao mà khóc? Em mình vừa nói có gì đâu mà khóc. Hả? Bình thường hai anh em ngồi nói chuyện vui vẻ hay sao? Vui vẻ lắm. Từ lúc mà anh bị tới bây giờ là anh không có nói chuyện được gì với mình hết á. Lâu lâu kêu em chở đi uống cà phê, kêu không kêu chút xíu Hai anh em cũng hòa đồng lắm cô chú anh chị. Tại còn có hai anh em là tại vì cha mẹ đã mất hết rồi. Khi mà hay cái tin mà anh mình té vậy chắc có lẽ là mình có thể là mình buồn hơn lúc cha mẹ mình mất ha. Dạ. Lúc đó là chắc mình hết biết gì luôn. Em đi đâu có được đâu. Dạ. Thường thường anh em nằm võng rồi nói chuyện vui vẻ là nói những chuyện gì? Chuyện này chuyện nọ cười giỡn vậy. Vậy ha, ảnh cũng chịu nói chuyện lắm ha. Chịu chuyện lắm, ổng như ổng lanh lẹ vậy. Lanh lẹ lắm ha. Ông coi vô tiếng cái vô tiếng nào hư rồi. Coi hư luôn cái tivi luôn hả? Hư rồi, nó bị cái gì mà hư rồi. Nói ra rồi cái tuổi xong. Tuổi. Thì nói chuyện dữ lắm. Bởi vì xui rủi một chút nha cô chú anh chị. Nhưng mà lúc đó là do ảnh té là ảnh chặt chân hay là sao? Chặt chân hay là vuột chân hay sao? Lúc đầu là em đậu lúc trước anh nằm bệnh viện là anh bị thiếu kali máu. Là nó xây sẩm anh đi đâu được đâu. Em đậu sau này anh cũng bị gì mới chứ bình thường vậy. Em nói anh té cái người mà bình thường như là chặt chân té rồi anh cũng phải dậy vô đồ được đấy. Còn này là cứng đơ ngã xuống luôn cái ông anh làm chung ông nó y gan là bịch muối vậy đó, con bịch chứ vậy đó hả, mà hên ông không gãy cổ. Có cái khăn không lấy vậy xem cho ảnh ta, hên là không sao ha, hên là không gãy cổ. Là té là đưa cái đầu xuống trước luôn đó ha, chắc em đậu đưa cái đầu bên đây mới bể hộp sọ chứ. Mà tay chân gì ảnh không bị gì chứ. Mình thấy em mình lo cho mình gì, mình thương em không? Hả? Thương không? Thương không sao không nói mà khóc hoài vậy? Hỏi tới rồi không? Chắc có lẽ là hai anh em mình thương hơn là chị mình với em út mình ha. Tại ở gần thương lắm. Đến đi. Nào bây giờ mình sắp đi gắn hộp sọ lại rồi, mình mừng rồi, mình có mơ ước gì cho mình với em mình không nè, nói nghe coi. Má em dạ. Hả? Có mơ ước gì cho mình với em mình không? Hả? Sao vậy? Hả? Nói anh kìa. Sao vậy? Nó không được hả? Tại vì ảnh nói chuyện, em ca nói chuyện cũng không được nữa cô chú anh chị. Nó như là sao mà ngộ quá, hơi ngộ hơn người ta. Nói chuyện được mà nó không được, mình kêu muốn ta lúc mà người ta lúc mẻ là vậy. Anh bị nằm chảnh vào AB sốt huyết não không? Là ta đâm cái ống nội khí quản tôi đây nè, tới 1 tháng 15 ngày nè. Ở trong phòng hồi sức tích cực tới 1 tháng 15 ngày ta mới rút ra. Bởi nó bị viêm cái thanh quản này vậy, em bữa nào em xua bóp vậy chân á. Mà sao y nói không được em mới tức chứ. Nằm giống hai anh em phải không? Nhiều khi trong khi nói chuyện này, hai anh em nói chuyện cười giỡn đồ chơi. Mà không nói được cũng buồn. Hồi đó y nói chuyện vui vẻ ha. Ông nói chuyện mở miệng ra là bắt cười à. Ông nói chuyện ra là mình cười ha. Dạ. Với hai nữa là hát hay nữa phải không? Y hát hay lắm.
Rồi bây giờ hát được không nè, hát nghe thử miếng ơi, sao khóc hoài à? Hả? Gắng cố gắng nói chuyện được. Đang đi chơi văn nghệ đồ với người ta. Bà con ở đây người ta hay mở hát hay là đám cưới gì à? Hay nhau đi đám cưới đám tiệc gì là đi chơi vậy đó ha. Nhậu cũng chút đỉnh giờ không nhậu xỉn. À, có chút xíu màn đồ vậy đó ha. Vậy đó mà vui vẻ thôi à. Dạ. Bởi vì anh em vui vẻ lắm cô chú anh chị, khi ngã bệnh được, ngã bệnh xuống này mới biết cái tình nghĩa anh em. Người ta thương, người ta cũng thương đó, tận tâm đi ảnh đó. Ừ. Khi ngã bệnh xuống mới biết tình nghĩa anh em không? Đó. Đây thì cái hình của ca lúc trước nè cô chú anh chị, thì đi đám nè, áo trắng đứng nè, thấy không? Cũng rất là lịch sự đẹp trai cô chú anh chị, nó áo trắng đứng đó. À, thấy không? Bây giờ mà bệnh mà mình nhìn là mình không ngờ luôn đó, không ngờ mà sau khi mà bị té một cái mà nó xuống dữ vậy. Dạ. Nó suy người. Rồi bây giờ em Tùng nó lo cho mình để mình gắn được ở hộp sọ ha, thì mình cố gắng mình giữ gìn sức khỏe ha, mình có thể bây giờ là có thể vệ sinh đồ hết được rồi ha, thì giữ gìn sức khỏe để cho em mình tập trung lo làm ăn. Còn vợ con đồ cho em nữa, mình thì có thể mình không vợ con nhưng mà mình cũng phải giữ gìn sức khỏe ha, mình cố lên. Lúc trước em làm giống mà không có sợ cưỡi đó, kêu làm phạt à. Kêu bình thường mỗi lần cái vô tiếng còn không ý bắt giảng thì nghe dữ dữ lắm à. Bắt nhạc rồi bắt giảng rồi nghe, rồi em đi làm thì kêu ở nhà đúng không, thí dụ bữa nào ý không đi làm á thì kêu ở nhà nấu cơm nấu nước cho em ăn à. Còn em đi làm thì ổng ý đi làm thì em nấu cơm nấu nước, thì có khi hai anh em làm công đôi à. Anh em làm công đôi làm tiện lắm. Tại vì bằng y bằng phụ em bằng thợ mà một ngày tới 500 mấy chục ngàn đó à. Mà làm mấy đó từ lúc mà bệnh tới giờ có em bưng lớp tiền này tiền nọ đủ thứ tiền chứ. Ừ. Rồi hồi đó thì làm với hai anh em vậy, ai giữ tiền hay là tiền ai làm để bỏ túi? Không, em giữ luôn à. Vậy đó thì hả? Ảnh hai anh em thằng nào không có vợ mà như làm mua gạo thóc mua này kia này nọ vậy đó à. Em giữ, anh đưa cho em giữ hết ha. À. Để có như đợt y bệnh đồ, như em bệnh đồ có tiền đi bệnh viện đồ chứ khơ, như nói chừng bà con của bác xa gần tao giúp mình thì một hai lần thôi chứ mình phải bằng mình thủ chứ đâu có ấy được. Dạ yeah. À, vậy là đi bây giờ là tính đi nhập viện mà có 2 triệu, chắc có lẽ là đi mổ cái này đâu có đủ đâu. Không đủ à. Rồi em có hỏi là bác sĩ nói là cho phép anh bán cái này. Bác sĩ nói là cái chi phí mà khi là mình mổ cho anh mình là khoảng bao nhiêu tiền không? Dạ bác sĩ, em hỏi kỹ, bác sĩ nói là như không có bảo hiểm mà từ là 25 tới 30 triệu. Ừ. Mà có bảo hiểm thì nó chi là phần gấp sọ, nó không chi tiền thuốc thì ta chi, mà mình là phải thủ từ 15 triệu là tiền bơ trong bệnh viện, thuốc men ăn uống đồ luôn đó, khoảng 20 á. Vậy đó ha. Dạ. À, 20 nhưng mà bây giờ bà con đã cho mình được 2 triệu rồi. Dạ. Còn thiếu 18 triệu nữa. Dạ. Dạ. Thì cái số tiền này nói chung ra cũng lớn đối với hai anh em Tùng nha, cô dạ. chú anh chị. Thì cái mơ ước của em Tùng cũng rất là đơn giản, lúc nãy thì em ấy cũng có nói gắn được cái hộp sọ cho anh mình đi cho nó an toàn. Dạ. Rồi em ấy có thể là em ấy đi làm là để kiếm tiền gửi về để nuôi anh cũng được nữa. Dạ. Không. Ừ. Tôi nghĩ mà hai anh em nhắc tới cái chuyện xưa cái đầu người anh khóc à. Sợ ảnh như mình đi rồi không có gặp sọ, nó lỡ nó té bọng hay là đi cái này cái kia quẹt rồi chúng nó chạy rồi, ảnh hưởng tới cái não rồi nó ghê lắm. À, dạ. Cũng hy vọng là gáp một sọ vô thì dạ, mọi chuyện đều bình thường hết. Em hy vọng gáp sọ lại cho ảnh bình thường, như nói chung là mình thấy mất một phần cơ thể thì nó cũng tội nghiệp cho ảnh vậy đó. Bà con cô bác nào mà có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho hai anh em Tùng ca nghe cô chú anh chị, để em ca được cái hộp sọ bình thường như mọi người, để cho người em đi làm để tiếp tục là nuôi anh của mình khi anh của mình là bị tai nạn ha. À, thì anh cũng xin cảm ơn là em đã chia sẻ thành thật đến quý bà con cô chú dạ. Với quý khán giả ha. Dạ thì
Hiện giờ thì cái mơ ước của em, mơ ước lớn nhất của em hiện giờ là sao Tùng có thể chia sẻ với bà con? Dạ em mơ ước như gấp được cái hộp sọ cho anh về nhà cho anh mình như bình thường lại rồi hủ hỉ em đi làm nuôi anh cũng được nữa. Chứ sợ rồi, không có hộp sọ nó bảo vệ ở cái não đi anh té này nọ nó quẹt rồi, nguy cơ lớn nữa. Vậy đó ha. Dạ. À, bao nhiêu tình cảm thì bây giờ cha mẹ mất hết rồi. Dạ, còn thì, hai anh em mà. Hai anh em thì ở chung thì bao nhiêu tình cảm thì dùng cho người anh hết ha. Dạ. À, tội nghiệp anh. Nói tới thì khóc. Thường thường là cái bệnh này là như vậy đó quý bà cô chú. Dạ. Bệnh này mà hễ mà ai nói gì tới chút xíu à. Xúc động là khóc rồi. Xúc động là khóc liền. À, khóc mà che áo lại vui. Lấy áo ra coi. Nè bà nè, giấy nè. Lấy giấy rồi chùi. Sao mà. Ừ. Xúc động rồi cứ ấy hoài vậy. Khóc mà khóc cũng không lên tiếng được nữa. Tại vì không có nói chuyện được. Không nói chuyện được. Ờ, thành ra cũng không có cái tiếng luôn. Thì gặp mà nếu như mà ảnh mà nói chuyện được là nãy giờ là ảnh hu hu dữ lắm rồi. Dạ. Dạ. Thì thấy cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con đó anh em của Tùng ca ha. Dạ thì video của Thái đến đây chia sẻ cái hoàn cảnh của hai anh em. Mong được sự giúp đỡ của bà con để ca gấp hộp sọ. Dạ thì video của Thái đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị mình vào một video tiếp theo nha. Dạ xin chào.